chưa mình to trên đó bọn anh trả công bị xét bỏ chân ai bỏ rộp phía trên đất nông bởi trăm chân nắm lâu bởi thêm bọn cừu ở chá một nụ chết ở chá đối chân nên khi nhóm xong cừu bình chân ai đóm hào bồn lên làm một thua ca bỏ xa lại bọn anh trả công bị xét cừu ở chá một nụ chết ở chá rồi dạ bê bà răm nị tì khi nhóm xong anh nhạc chúm rịp chung thà bởi thêm bọn đại chân ở trong thua ca bỏ xa lại này cứ cừu ở chá một nụ chết ở chá bị thật cừu một mắt cứ bọc gót chí ở chá hai đây bạn chỉ kêu ở cha, pro kêu chỉ kleang stock nơi chấm nét đằng. Tiếp đi kêu miền ẩm nát, cho bà kêu để ai chui transfer mà bạn để bình chun chấm nét đằng để quạt miền mà ao dương. Miền này thà bầm lại dương, ao tới chỉ mình nè để miền sớm mặt tiếp, ao tới chỉ mình để miền sớm mặt tiếp. Kêu miền vị thị xã bình chun để khi mà chấm nét chứng, hay kêu miền kêu cơ sở. Cô có sao thưa ấy, cô có sao không cả thưa ở dương trọng riêng. Cô có sao thưa ở dương chú không cả riêng. Hay cô có sao thưa ở dương riêng chập chế, chập dùl, chập chăm, chập thưa bàn. Và nếu cứ chứa, cô có sao đòi lại rồi bỏ cừu. Trong khỏi bằng phát cừu, cứ chứa cùng rù. Ở dương thưa tam lộc. Lộc riêng bán, dương có riêng bán. Rốt miên chi mà nụ đầy miên sự chi chắc mạnh kì cử rụp cử cử chi mà nụ đầy miên sự chi vẹt thoa nâng sơ là thoa chắc bạc loa đầy dương cua dọc lục chi cùng rù chân cử tiếc cử mà mát bàn kì cử rụp khăn á đòi xa ấy đòi xa thay cử cử miên phiếp ở cha nâng hay phiếp ở cha nâng cứ miên sùm nông nây xa mạng phiếp được trong bàn rịp rộp đối chứ này cứ bà sân chì cử tặng dương tặng ọc nìa prom thơ tam cử cử rụp nơi ở vây đầy cử bàn pra không tha dương nâng khai tới chỉ mình nuôi ở cha đôi kêu bà dương chẳng mà chẳng bán khai dương dương chặt tục thà kêu chia miệt đa bê đa tì pi là bà dương cày ông pi ở bụng mà đại bằng cào là bà dương bà được xem xong mà anh nhà tha bà sân bà dương từng ở kia đặt nhà thà nâng thưa tam kêu cứ dương bậc cao chỉ nâng tụt bàn pi ở cha này đời xa tại chỉ pi về lia trong cày sản phẩm nhóm có xem xong mà chỉ ở cani đại mà xong mà tụi ba nơi chơi lệp này cứ đời xa tại mình men miên tại khi ông mình thế miền này thả ti mui cứ xem sông ở côn sông tràm ở côn chấm bùa ai đầm chun hạ đại lục bán đo được đây sụp bẩn thưa ở khi ông hiền sụp bẩn và hai ca hiền sụp bẩn là bậc nhóm cứ ai ở khi ông khai tới chỉ gặp tận này ngày này bán ti pi đời xa ấy đời xa tại bờ sân chỉ còn ở trong sập bắn tại vì ở miền ốc ca cực trong ở bàn mọi sầm rách nơi sập bắn đi bàn này chẳng tí pi cứ đời xa miền lục rạch thá bằng cao ốc ca đầm bay ở khiếm pra sầm mặt tập hiệp đầm bay prai khai sập bắn ở tới chỉ cà bật tí bay trong miền việc mình từng ở bay cái chân từng ở đọc là môi rú ngày nay miền pram rú tiệt để trong riêng bị quạt hay khiếm xôm ở côn đang thay ông nọ côn thà quạt từng ở cứ sập tay chỉ mình ở cha mình men thầm tại mua được thôn mình nói quát cứ chia mình nói ở cha để ban mặc căn nơi thì này và đối với khiêm sôm cô rốt nâng thay ông nào côn hay có sôm ắt chia say trong phù mong sầm mát nâng lộ kêu sọc hên bảo đẹp trong cá dương miên bị lên sau anh tình tôi cứ không miên cầm nứt ấy cây âm pi ca bánh chanh nơi cầm nứt đầm bay chòng chòi kia thì tại cá cô rốt nâng cá sờ lánh cứ đôi kia hay dương nâng ruộng đầy kia và chỉ mùi tặng ơ bây cái chân dương tặng ơ đầm bây co sang nơi mua lụt thun mình mua ơ cha hay ấy bố dương chỉ mình ơ cha mà hay ơ cha mình mên miên tại khi ông hay còn mình mên miên tại bây cái chân đọc vào mùi nè nâng buôn phẻm nè ngày này thì dương nâng thư ơ miên mình ơ cha ơn tiết khai cho chỉ mua lụt thun mình ơ lọ xâm rạp bà chi chết ra bà dương chúng ta trong cái này chúng xôm ơ thay ông nọ côn chúm bố ở cái nạc cam cao tặng ơ bà đại bàn khách không chấm nai pê về lia miên đầm lấy đào miên đầm lấy hai bàn anh chơi mà cho rùm đào nở cả vị chay môi đào miên men thắt khiom chuột hai bàn khiom dây thả cả vị chay đang lọt thế và tại khiom khơi quạt bà đã khơi thả bàn khất khom bà chọn chất chọn nơi smart đây đầm bay đào nở cả vị chay môi đã tiêm tiề ở miên phết sực cất môi đã ai tôi xin cái chân từng ai từ tôi vào bàn chúng nói trong cõi là bác nhóm xong ở côn này chúng bố tiền fan tiền mình fan nơi khăn ông đấy và đại bản và xong ở côn
Hay chấm riệp đối smart trăng piếc đà khom nhị fan ni mèn khom fan របស់ខ្ញុំនេះមិនមែនខ្ញុំណាត់មកទេខ្ញុំសូមអរគុណយាយលេងនេះបាទអ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់គឺបានផ្ដល់នៅការលើកទឹកចិត្តដល់រូបខ្ញុំបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងប្រើប្រាស់នៅស្នាដៃដែលខ្ញុំទទួលបាននៅថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងបន្តការចែករំលែកទៅថ្ងៃមុខទៀតហើយខ្ញុំបាននិយាយច្បាស់ថាខ្ញុំជាជ័យលេខ2ឆ្នាំ2019ហើយខ្ញុំបានធ្វើការសម្រេចចិត្តថាឆ្នាំ2020សូមឲ្យមានអ្នកផ្លាស់ប្ដូរវេននិងអ្នកបន្តវេនសូមអរគុណច្រើនចា៎នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាយអាដាមបណ្ឌិតហៅប៊ុនលេងជាបន្តនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញអាយអាដាមឃឹមសុខេងឡើងមកធ្វើបទអន្តរកម្មពិសេសលើប្រធានបទគ្រូអស្ចារ្យមនុស្សជាតិអស្ចារ្យរយៈពេល5នាទីគណៈសូមថ្លែងគុំកណ្ដាគុណចាស់សូមគោរពអង្គពិធីទាំងមូលសារជាថ្មីម្ដងទៀតឆ្លៀតឱកាសនេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសម្ដែងនៅអារម្មណ៍កោតសរសើរអារម្មណ៍រំភើបរីករាយសប្បាយចិត្តបាទជូនអាដាមបណ្ឌិតហៅប៊ុនលេងបាទសូមអង្គពិធីទាំងមូលស្ទះដៃអបអរសាទរសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំកាន់តែរំភើបគឺរំភើបអត់បានជាប់បាទហើយខ្ញុំមែនតែនទៅគេហៅតែជើងស្ម័តអ្នកនិយាយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់អាដាមបណ្ឌិតហៅបលេងគឺជាគ្រូរបស់ខ្ញុំម្នាក់ដែរបាទហើយខ្ញុំក៏សូមគោរពអរគុណថ្លែងអំណរគុណទាំងអស់ដល់គណៈកម្មការដែលបានដាក់ពិន្ទុខ្ញុំដឹងថាគាត់ពិតជាមានការពិបាកប៉ុន្តែការដាក់ពិន្ទុនេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយខ្ញុំក៏សូមនិយាយទៅកាន់ fan របស់ខ្ញុំមួយចំនួនដែរទោះបីជាផ្ញើទឹកដូងអីក៏ដោយគ្រូមិនជាប់គឺជាឱកាសដែលគ្រូបានរៀនកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងបានថានេះគឺជាឱកាសដ៏ពិសេសបាទហើយឡើងមកកាន់តែឆាបនេះមិនមែនឡើងមកធ្វើអតិឃាតទេតែខ្ញុំចង់ឲ្យគ្នាយើងទាំងអស់ដែលបានរីកចម្រើនមកដល់ដំណាក់កាលនេះទោះបីជាយើងទទួលការអប់រំពីមេដាបៃតារបស់យើងយើងបានទទួលការអប់រំពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់យើងពោលឲ្យខ្លីយើងគឺជារណាដែលធ្វើពីដៃថែបយើងគឺជាប្រជាជាតិដែលពោពេញទៅដោយសក្តានុពលប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះសក្តានុពលរបស់យើងគឺប្រៀបដូចជាខ្មៅដៃអញ្ចឹងអ្វីដែលល្អគឺបណ្ដូលនៅខាងក្នុងមិនមែនសបកខាងក្រៅទេតែដើម្បីឲ្យកាន់តែល្អគឺត្រូវការដែលខួងមែនទេបងប្អូនប៉ុន្តែខួងបានមុតស្រួចហើយដើម្បីឲ្យកាន់តែអស្ចារ្យឲ្យកាន់តែប្រពៃខ្មៅដៃនឹងត្រូវការដៃវិចិត្រករកាន់គូមែនទេបងប្អូនដៃរបស់វិចិត្រករគឺប្រៀបដូចជាគ្រូទោះបីជាយើងមានសក្តានុពលដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងណោយយ៉ាងណាក៏ដោយ we need to be guided by hands យើងត្រូវការការណែនាំដោយដៃរបស់វិចិត្រករទើបធ្វើឲ្យធាតខ្មៅដែលចេញពីខ្មៅដៃរបស់យើងក្លាយទៅជាខ្មៅដៃដ៏មានតម្លៃនិងកិត្តិយសមួយទៀតយើងគឺជាដៃថែបយើងគឺជារណាដែលធ្វើពីដៃថែបទោះបីជាយើងមានសក្តានុពលដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងណាក៏ដោយពេលដែលកាន់តែប្រយុទ្ធយើងអាចប្រឈមនឹងដីគោលយើងអាចប្រឈមនឹងរបស់រឹងដែលអាចធ្វើឲ្យធ្មេញរណារបស់យើងវៀចឬក៏ធ្វើឲ្យធ្មេញរណារបស់យើងបាក់ឬក៏ធ្វើឲ្យធ្មេញរណារបស់យើងរិលនៅពេលដែលយើងរិលមិនមែនយើងគឺជារណាអត់បានការទេប៉ុន្តែគឺជាឱកាសដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាគឺមានតែដេកថែបទេដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាយទៅជារណាដែលមានផលិតភាពនិងកិត្តិយសហេតុដូច្នេះហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់យើងគឺជាដេកឆាបប៉ុ
Còn tay nơi lưu ti liên bởi dụt kê dô rò nà tờ à, kê mà đáy dô đáy chạp tờ à tì. Hai đứa chân này hai bàn con sơ khla, miên bì lan ư, miên lan lọ chi, miên lôi chai. Cứ chìa đáy chạp. Công bố bịa chạc đau. Lô cừu nè cừu vinh thà. Ba lô cừu nè cừu chân nắp. Mấy con lô cừu nè cừu mân tơ a, ôi bàn bì lan nữ, ôi bàn lan lọ chi được chăm tứ. Kê dô rò nà tơ a chư, kêm đại dô đại chạp tơ a chư tê. Bọn tay nơi bê đà rà nà ọt mốt. Kê dô đại chạp tơ chạp rò nà. Ni hai cừ cun đồ thay thla. Rò bò lô cừu nè cừu. Đại mùi chì vật rò bọc chăm ni. Mình ai bằng phần bản tế hay xong xong dục vị tí cả ní. Xong từ tu dục. Bọn bọn tặng o, tặng bà cả nà con chá. Thôi chứ cừu xong o bà con nâng xong o con. Chà xong thầm nọ con chung bộ ai đám khiêm dục hình. Chia bằng tố xong cừu bằng chân lục xong xong bát. Là mà thôi bọn ơn trả con biết xế. Lơ bà thê nọ bọt cừu ở chá. Mà nó chết ở chá rồi dạ bè pram nị tì. Cô xong. Tầm đây là ca o quân hay đăng quân mẹn tên. Chị bị xe. Tân ạ cầm ca dương. Rồi cho kẻ rồi khăn ong khăn nà. Tầm rôn tờ su chọc bàn bay thang ngày ni. Hay ni ca bất cứ chưa mà hà cừu. Bố phần riêng ở hơi nơi cái dô mà bà đó ni tiên. Mẹn thầm ta cú ở cha đi cứ chưa mà hà cừu. Chân châm xôm cổ rúp đòi xmọ chanh bì cả bệ đông tầm bà đó. Hơi nó không bắt ăn ra cùng ní cứ cả bất cứ bát bàn trìm. Chị ăn tập bọt. Đây là trong thay chưa sẵn khép. Tha dương chấp bắt đám chú mùi nâng bịa mùi khlia tha nơi bắt đá mà đai tí tí nơi bây mà đai tí mùi. Chân nó không nông bịa ní. Miền này tha bê là dương phót. Chân phót bị bắt đá cả bất dương trâu cả cừu. Hơi bởi sân chưa sẵn cung ní. Ất miền cừu ở cha tí. Xôm bay tè ở phúc mà đai rồi bỏ dương bằng cớt có rong tục đòi xa dương đài. Có chư chập đòi xa dương đài. Hơi ca bất quân bẩm nách đó ở cha rồi bỏ lục rù, nẹ cừu. Nhóm nức khơi như đó bịa mùi khlia. Rồi bỏ kê hào ta đạch sẵn kriêm khăn ông bị phúc lô. Đại kê cha tục chìa bỏ vọt xa. Vì rẹp bỏ rõ chân nâm rồi bỏ bị phúc lô cư Alexander the Great. Alexander the Great còn miền bồ bị mà khlì hay khi riêng hay khi tình tinh chăm chọc chỉ định. Còn thà ở bốc mà đai rồi bỏ dương miền quân đòi xa còn bằng cờ dương. Còn tại cụ rồi bỏ dương rất tại miền quân từ tiết đòi xa tại quát cứ chỉ nẹ thơ ở dương ri châm rãn. Còn thơ ở dương ri châm rãn. Chân bờ dương để dây bị quân rồi bỏ lục rù ni. Cứu nè cứu nè, dương ai thật lọc lưu tháng, quân rồi bỏ ở bốc bà đai. Dương song bằng bàn tê, song bằng ọt tê. Cá bất, quân cứu mình trâm tại dương mình ai song ọt tê. Quân cứu cứ chìa quân này trọp sầm bắt, rồi bỏ bà tê chết tiền mùl. Hơi đòi xa tại quân lục cứu nè cứu. Bàn bằng cát ai bà tê bà dự bỏ dương nè, miên trọp sầm bắt. Đại chí sẽ mất đi phòng rồi bỏ cừu nè cừu sẽ mất đằng bí phía bầy nây chùm nôl sở rộp rồi bỏ bà tế. Bởi sân chế bà tế dương Campuchia dương miên chùm nôl bí mơn buôn quan liên khăn ông mùi xa năm. Miên này tha mùi mơn và mùi quan liên cứ ban mọc bí xa nà đây đó cha rồi bỏ lù cừu nè cừu để ban bỏng riêng dương ảo dương miên ca nghe thơ ảo dương miên thả nạ miên tu nè ti miên chùm nôl miên sẽ mất đi phía bà có bà chi bà căm. Phương ở dương từ tù bàn cả rung rừng rồi hốt mà đọc tin đi. Hãy chí liệt ở cả nít cả bất cứ chế bên về liệt đó là ó. Đói xa tới tí viê cừu bằng riêng tớp tới chọc tớp bàn trăm thang ngày. Cứ nào thang ngày tí trăm khai tốt là chân năm bì bọn đọc rộng buồn. Chân khi chúng chí liệt ở cả nít xông xùm lên tới đây. Ô bò xa tô. Chặt tục thà dương thơ tí viê cừu bằng riêng nâu tí ni. Chùn mà đoàn tiết. Tớ cho. Chân khăn ông chùm nuôn cừu bằng riêng đại trong bát từ bát xua lục chùm tiêu xưa xua chia ta bánh bánh tham miên bảo mạn chia đọc mùi mơn bảo bày bọn nẹ chân khi ông chân ao nẹ tì ní bàn chế điệp thà cừu nâng khăn ông bảo tế dương miên chùm nuôn đọc mùi mơn
ហើយបើយើងរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងក្រសួងអប់រំខ្ញុំស្មានទេលោកជំទាវថាប្រហែល10,000 2000ទៀតអញ្ចឹងយើងមានប្រមាណជា13,000នាក់អញ្ចឹងឆ្លៀតឱកាសនេះគឺខ្ញុំសូមផ្ញើខ្ញុំសូមឲ្យជន់រួមជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសម្ដែងដល់ការដឹងគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំ សូមបីតែស្ថាប័នរាជបណ្ឌិតសភាក៏មានទំនួនណាមានគុណធនណាស់សម្រាប់យើងហើយក្នុងការតបស្នងសងគុណត្រឡប់ទៅវិញនេះខ្ញុំសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបាន5ចំណុចជាមនុស្សដែលបាន5ចំណុចសំខាន់ទី1ធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីកុំឲ្យគ្រូខកចិត្តទី2ពង្រឹងសុខភាពឲ្យល្អ ដើម្បីយកចំណេះយើងទៅប្រើហើយសងគុណគ្រូឲ្យបានទី3រស់នៅឲ្យបានល្អសមរម្យជាពលរដ្ឋដ៏ប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសនេះកុំឲ្យគេដៀលដល់គ្រូយើងទី4សូមរៀបចំខ្លួនប្រាណឲ្យបានស្អាតបាតដើម្បីយើងខ្លាយខ្លួនទៅជាពលរដ្ឋមួយនៃភាពតាក់ទាញឲ្យសមជាមូលធនមនុស្សដែលគេចង់ចាយលុយហើយយើងអាចរកលុយបានកាន់តែច្រើន នឹងចុងក្រោយសូមប្រកាន់សិលធម៌ឲ្យបានល្អពីព្រោះបើកាលណាយើងប្រកាន់សិលធម៌មិនបានល្អគេដៀលគ្រូយើងផងគេដៀលឪពុកម្ដាយយើងផងបាទបាទដូច្នេះសូមធ្វើឲ្យបានដាច់ខាតបាទសូមថ្លែងអំណរគុណបាទសូមអរគុណអរគុណច្រើនចំពោះលោកសោមសម្បត្តិឥឡូវនេះយើងបានវាគ្មិនរបស់យើងទាំង6នាក់បានរួមគ្នាដែលជានិមិត្តរូបថាអ្វីត្បិតតែយើងប្រកួតប្រជែងគ្នាមែន ប៉ុន្តែយើងត្រូវការកម្លាំងយើងមកបោកព្រមគ្នាដោយគ្រាន់តែយើងរើសកីឡាករដើម្បីយកអ្នកខ្លាំងចូលមកក្នុងធីមយើងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បញ្ជូនសារយើងឃើញថាពួកគាត់ហត់ហើយនៅហត់ហើយហេតុអីបានយើងនៅតែឲ្យគាត់បញ្ជូនសាររួមគ្នាទៀតសង្ឃឹមថាចាប់ពីវេលានេះទៅក្រុម Leadership Ambassador របស់យើងក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការចូលរួមជួយគ្រូរបស់យើង ឲ្យคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំជួយគ្រូរបស់យើងឲ្យคลายទៅជាមនុស្សអស្ចារ្យដោយយើងរួមគ្នាថាគ្រូគឺជាអ្នកដឹកនាំបើគ្រូយើងអស្ចារ្យនោះប្រជាជាតិយើងអស្ចារ្យដល់រាប់ទាំងកូនរបស់ពួកយើងផងដែរដើម្បីទទួលបានកិត្តិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភើភាពជាអ្នកមានកម្ពូលសិភើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ